Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Yêu Bóng Đá. Thưa quý vị, chúng tôi rất vinh dự khi là nơi truyền tải đến quý vị và các bạn những thông tin được cập nhật liên tục, chính xác và nhanh nhất mỗi ngày. Rất mong nhận được sự yêu mến của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với những tin bóng đá nóng bỏng nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh hôm nay ngày 28 tháng 9, đại chiến đỉnh cao vòng 6, tin nóng trước trận. Hôm nay thứ Bảy ngày 28 tháng 9, vòng thi đấu thứ 6 của Ngoại hạng Anh chính thức sẽ khởi tranh. Với những cuộc đọ sức vô cùng kịch tính và hấp dẫn, hứa hẹn sẽ đem đến khán giả những trận đấu hấp dẫn và mãn nhãn nhất dịp cuối tuần này. Theo đó, ngày đầu tiên tại vòng 6 sẽ diễn ra 7 cặp đấu vô cùng hấp dẫn. Lúc 18:30, Newcastle sẽ đối đầu với Man City. Đến 21:00, Arsenal sẽ gặp Leicester. Cùng với khung giờ này, Brentford sẽ gặp West Ham, Chelsea sẽ đối đầu với Brighton. Everton gặp Crystal Palace, Nottingham Forest sẽ đối đầu với Fulham. Trận đấu cuối cùng trong ngày sẽ diễn ra giữa Wolverhampton với Liverpool vào lúc 23:30. Ngay sau đây, mời quý vị đến với phần nhận định, lịch thi đấu chi tiết, thông tin nóng trước trận. Kèm với đó là phần nhận định và dự đoán cho 7 cặp đấu cực nóng tại vòng 6 giải Ngoại hạng Anh lần này. 18:30 ngày 28 tháng 9, Newcastle với Man City, siêu hấp dẫn, tranh tài quyết liệt. Newcastle đã tích lũy được 10 điểm từ 4 trận đấu đầu tiên tại Premier League, nhưng những kết quả tích cực đã che giấu một khởi đầu không mấy thuyết phục. Họ đã trải qua thất bại đầu tiên của mùa giải trên sân khách trước Fulham để thua 1-3 tại Craven Cottage vào cuối tuần trước. Eddie Howe thừa nhận sau trận đấu rằng thất bại đầy sai lầm của họ trước Fulham là tệ nhất mà chúng tôi đã chơi trong mùa giải này, mặc dù họ đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng và chỉ kém đỉnh bảng có 3 điểm. Thế nhưng người hâm mộ Mark Pierce nhận thức được rõ rằng hiệu suất cần phải được cải thiện nếu như họ muốn đội bóng của mình tiếp tục đứng đầu. Howe và cộng sự đã được nghỉ ngơi thêm vài ngày trước trận đấu khó khăn tại Premier League với Man City. Họ chỉ đánh bại Man City có một lần trong 33 trận đấu gần nhất tại giải đấu hàng đầu với thắng lợi 2-1 trên sân nhà vào tháng 1 của năm 2019 dưới thời Rafael Benitez. Chỉ 49 tiếng trôi qua từ khi kết thúc trận hòa hấp dẫn 2 đều của Man City với Arsenal tại đấu trường Premier League vào Chủ nhật và bắt đầu trận đấu với Watford tại vòng thứ 3 của Cúp Liên đoàn vào thứ 3. Điều này khiến cho Pep Guardiola cần phải thay đổi 9 vị trí trong đội hình xuất phát của mình. Tuy nhiên, The Citizen vẫn giành thắng lợi với tỷ số là 2-1 nhờ vào các bàn thắng trong hiệp 1 của Jeremy Doku và Martel Nunes. Có một chút bất ngờ khi mà Hornets đã nỗ lực gỡ hòa sau khi Tom Ings rút ngắn tỷ số với một cú sút tuyệt vời, nhưng đội chủ nhà đã giữ vững được thắng lợi. Đội bóng đã có 8 lần vô địch Cúp Liên đoàn, sẽ đối đầu với Tottenham Hotspur trên sân khách ở vòng thứ 4 vào tháng sau. Thế nhưng trước đó họ sẽ quay lại để tập trung vào đấu trường Premier League và sẽ cố gắng kéo dài chuỗi trận bất bại tại giải đấu hàng đầu năm 2024, lên con số 25 trận khi phải đối đầu với Newcastle. Chỉ có Chelsea 26 và năm 2008 mới từng có được chuỗi trận bất bại dài hơn trong kỷ nguyên Premier League từ đầu năm. Man City sẽ tự tin giành chiến thắng vào thứ Bảy khi họ đã không thắng được nhiều trận Premier League hơn 31, nhiều trận đấu trên sân khách hơn 12 và ghi nhiều bàn thắng hơn 101 trước Newcastle so với bất cứ đối thủ nào khác trong giải đấu. Họ cũng đã ghi bàn trong mỗi trận đấu gặp Newcastle trong 31 trận đấu gần nhất. Đây là chuỗi ghi bàn dài nhất của một đội bóng đối đầu với đội bóng khác trong lịch sử của giải đấu. Newcastle sẽ tiếp tục vắng một số trụ cột do chấn thương. Callum Wilson chấn thương lưng, Seven Botman, Jarman Lesles cùng chấn thương đầu gối và Lewis Merley mắt cá chân đều vẫn chưa thể quay trở lại để thi đấu. Wilson dự kiến sẽ không thể ra sân cho đến sau đợt tập trung quốc tế tới. Huấn luyện viên trưởng Eddie Howe có thể cân nhắc thay đổi ở vị trí hậu vệ cánh. Valentino Livramento và Lewis Holmes đều có thể thay thế Kieran Trippier và Lawes Kelly. Ngoài ra, Sandro Tonali cũng đã có thể cạnh tranh suất đá chính với Joel Willock cho vị trí tiền vệ trung tâm. Callum Wilson, người đang có phong độ tốt, sẽ tiếp tục đá chính bên cánh trái. Anh sẽ cùng với Anthony Gordon và Alexander Isak tạo thành bộ ba tấn công. Tuy nhiên thì cả Gordon và Isak mới chỉ ghi được mỗi người có một bàn trong 5 trận đấu đầu tiên của Newcastle tại đấu trường Premier League. Về phía Man City, họ sẽ phải đối mặt với sự vắng mặt của tiền vệ trụ cột Rodri.
Rodri đã gặp phải chấn thương dây chằng đầu gối và có thể vắng mặt đến hết mùa giải. Oscar Bob gãy xương chân và Nathan Ake chấn thương cơ cũng đang trong quá trình điều trị. Kevin De Bruyne, người đã bỏ lỡ hai trận đấu gần nhất của Man City do chấn thương háng, vẫn chưa chắc chắn là có thể ra sân và sẽ được đánh giá trước khi trận đấu bắt đầu. Ngay sau khi thực hiện 9 sự thay đổi cho chiến thắng trước Watford tại Cúp Liên đoàn vào giữa tuần, HLV Pep Guardiola dự kiến sẽ triệu tập trở lại một số ngôi sao hàng đầu cho trận đấu với Newcastle. Điều này bao gồm thủ môn chính Ederson, Manuel Akanji, Ruben Dias, Joshua Gradion, Mateo Kovacic, Bernardo Silva và Erling Haaland. Haaland đã ghi được 10 bàn thắng chỉ trong có 5 trận đấu tại Premier League mùa này. Newcastle sẽ là một thử thách khá đơn giản với Man City. Trận đấu này hứa hẹn sẽ là một bữa tiệc bàn thắng. Dự đoán tỷ số Newcastle-Man City, kết quả 2-4, nghiêng về đội bóng màu xanh. Arsenal với Leicester City, 21 giờ ngày 28 tháng 9, thể hiện sức mạnh. Arsenal vừa có trận hòa đáng tiếc trước Man City tại vòng 5 của Premier League khi nhận phải bàn thua ở phút 90+8. Tuy nhiên, kết quả này vẫn là một thành tích chấp nhận được với đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta. Từ đầu mùa giải đến nay, pháo thủ vẫn đang duy trì thành tích bất bại ở trên mọi đấu trường. Trong đó thì phải kể đến sự chắc chắn của mọi hàng phòng ngự Arsenal ở thời điểm hiện tại. Arsenal sẽ trở về sân nhà Emirates để tiếp đón Leicester City tại vòng 6 của Premier League. Bầy cáo vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng sau khi lên hạng mùa giải năm nay. Sau 5 trận đã đấu, họ thua tới 2 trận và chỉ có được 3 trận hòa. Bởi vậy mà so với The Gunners, Leicester City rõ ràng kém hơn về mọi mặt. Với tương quan chênh lệch giữa hai đội, cơ hội để Leicester tạo nên bất ngờ ngay trên sân khách là không cao. Đây có thể sẽ là một thắng lợi dễ dàng cho Arsenal. Xét về thành tích đối đầu, Arsenal cũng hoàn toàn vượt trội hơn so với đối thủ. Chiến thắng gần nhất của bầy cáo trước The Gunners đã diễn ra từ tháng 10 năm 2020 với bàn duy nhất của Jamie Vardy. Arsenal có một số lo ngại về chấn thương với Martin Odegaard, Mikel Merino, Oleksandr Zinchenko và Takehiro Tomiyasu đều không thể ra sân. Cũng có những nghi ngờ về sức khỏe của David Raya và Jerome Timber. Veneto khả năng cao sẽ ra mắt trong khung gỗ. Mặc dù bị đuổi khỏi sân trong trận đấu với Man City vào cuối tuần trước, Leandro Trossard vẫn có thể đá chính trước Leicester City. Cầu thủ người Bỉ đã chấp hành xong án treo giò một trận trong trận đấu với Brighton tại Carabao Cup. Bên kia chiến tuyến, Leicester có thể sẽ không có Yannick Vestergaard khi huấn luyện viên trưởng Steve Cooper xác nhận hậu vệ người Đan Mạch này gặp vấn đề ở mắt cá chân. Paulton Daka và Jakub Stolarczyk cũng sẽ vắng mặt trong chuyến đi đến Bắc London. Với phong độ áp đảo của Arsenal và điểm yếu phòng ngự của Leicester, nhiều khả năng trận đấu sẽ thiên về chiến thắng dễ dàng trên sân nhà cho pháo thủ. Dự đoán, Arsenal sẽ giành thắng lợi 4-0 trước Leicester City. Chelsea với Brighton, 21 giờ ngày 28 tháng 9, cần não. Kể từ sau khi bị Crystal Palace cầm hòa một đều thất vọng trên phần sân nhà, Chelsea đã thắng thông 3 trận trên mọi đấu trường với tổng tỷ số là 9-0. Tại đấu trường Premier League, Chelsea liên tục đánh bại Bournemouth và West Ham. Vào giữa tuần qua thôi, The Blue lại hạ gục Barrow tại Carabao Cup. Điểm đáng chú ý là Chelsea không thủng lưới một lần nào trong các trận đấu này. Không có một đội bóng nào tại Premier League kiếm được nhiều điểm hơn so với Chelsea kể từ tháng 5. Họ đã thu về 10 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League mùa này. Đoàn quân của Angel Maresca chỉ kém có người đầu bảng của Man City vỏn vẹn là 3 điểm. Hiện tại Chelsea đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng. Với những màn trình diễn đã thể hiện, triển vọng để Chelsea giành tấm vé Champions League ở mùa giải năm nay là vô cùng sáng sủa. Chelsea đã thắng cả 3 trận sân khách tại Premier League mùa này. Tuy nhiên, thầy trò Enzo Maresca vẫn chưa một lần được ăn mừng chiến thắng tại Stamford tại đấu trường Premier League. Xét về lực lượng, Chelsea vẫn đang thiếu vắng đội trưởng Rick James vì chấn thương. Romeo Lavia chưa thể quay trở lại sau chấn thương đùi. Một điểm tích cực là Malo Gusto có thể trở lại đá chính sau khi được cho chơi 45 phút trước Barrow vào hôm giữa tuần. Brighton là một trong 4 đội bóng vẫn còn bất bại ở mùa giải năm nay sau vòng 5. Ở vòng trước thôi, Hải Âu đã bị Nottingham Forest cầm hòa vô cùng đáng tiếc. Huấn luyện viên trưởng Fabian Huzler đã không có mặt trên băng ghế chỉ đạo do bị đuổi khỏi sân tại trận đấu với Nottingham. Trợ lý Andrew Croft sẽ là người chỉ đạo chính của Brighton ở trận đấu khó khăn tại Stamford Bridge sắp tới. Ở mùa giải năm ngoái thôi, Brighton để thua ở cả 2 trận đấu gặp Chelsea tại Premier League. Họ chỉ thắng 3 trong 23 trận trước đó gặp Chelsea trên mọi đấu trường. Có thể thấy được, chuyến hành quân tới sân Stamford Bridge sắp tới sẽ lành ít dữ nhiều với Brighton.
Lực lượng của Brighton cũng gặp nhiều vấn đề khi João Pedro dính chấn thương, Matt O'Reilly, Solly Mart và James Milner cũng nghỉ thi đấu. Yassin Azari cũng vừa khỏi ốm, còn Brian Gruda cũng đang rục rịch trở lại sau một thời gian dài chấn thương. Dự đoán Chelsea sẽ giành chiến thắng 2-1 trước Brighton. Wolves với Liverpool 23:30 ngày 28 tháng 9, không khác gì trứng chọi đá. Ngoại trừ thất bại 0-1 trước Nottingham Forest ở vòng 4 Premier League, Liverpool đang có khởi đầu hoàn hảo dưới thời tân huấn luyện viên Arne Slot. Giờ cốt toàn thắng ở 6 trận đấu còn lại trên mọi đấu trường. Trong đó, Lữ đoàn đỏ sẽ có những chiến thắng ấn tượng là 3-0 trước Manchester United tại Premier League và 3-1 trước AC Milan tại Champions League. Đội bóng của Slot tiếp tục duy trì phong độ như hiện tại để có thể bám đuổi Manchester City tại Premier League. Giờ cốt hiện xếp thứ 2, kém ngôi đầu của The Citizen là 1 điểm. Trận đấu với Wolves sẽ là cơ hội để Liverpool tích lũy thêm điểm số. Trải qua 5 vòng đầu tiên, Wolves đang thể hiện một bộ mặt thất vọng. Họ chỉ mới có được 1 điểm, ghi 5 bàn thắng và để thủng lưới đến 14 lần. Nếu không sớm cải thiện thành tích trong thời gian tới, Bầy Sói sẽ rơi vào vòng xoáy chu hạng không liệt. Ngoại trừ lợi thế ở trên sân nhà, Wolves lại không có được bất cứ một điểm tựa nào để đánh bại Liverpool. Thậm chí một trận hòa trước Liverpool cũng là nhiệm vụ quá tầm với Bầy Sói vào lúc này. Liverpool giành chiến thắng trong cả 3 trận gần nhất trước Wolves và 11 trong số 13 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Họ chỉ để thua có một lần trong khoảng thời gian đó. Wolves đón nhận tin tức không thể tệ hơn khi mà Jadon Maresca bị loại khỏi phần còn lại của mùa giải vì chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Hậu vệ người Colombia phải rời sân băng cáng trong trận đấu gặp Aston Villa. Bên cạnh đó, Boubacar Traoré, Toti Gomes và Sasa Kladzic đều phải ngồi ngoài vì chấn thương dài hạn. Trong khi đó, mối quan hệ chính của Liverpool trước trận đấu này là thể lực của thủ môn số 1 Alisson. Tuyển thủ Brazil đã vắng mặt kể từ khi dính chấn thương gân khoeo trong chiến thắng 3-1 trước Milan. Calvin Keller sẽ bắt chính nếu như Alisson không có tín hiệu tốt. Ngoài ra, Harvey Elliott sẽ phải ngồi ngoài ít nhất cho đến tháng sau vì bị gãy chân. Dự đoán tỷ số Wolves Liverpool 0-2 nghiêng về Lữ đoàn đỏ.